cả nhà. Let's kick it. Hôm nay sẽ trở lại với anh Mai Thi Thế, Danny Huy Lê. Và hôm nay có một người bạn hôm nay ghé chơi phụ Eric là về kỹ thuật chút xíu. Đây là anh Nguyên Lâm. Nguyên Lâm. Anh này thích, rất thích New Wave ha. Nó chơi chút xíu. Nhưng mà ok, thì ngày hôm nay mình có hai trận và mời anh Thế. Mai Thi Thế xin gửi lời chào đến quý khán thính giả của chương trình Let's Kick It do Cinema Studio thực hiện. Một lần nữa Mai Thi Thế xin chào Danny Huy, anh Eric Hiệp, cũng như chào anh Nguyên. Anh Nguyên là một người đồng đội của Mai Thi Thế trong hơn 30 năm qua. Là anh Nguyên có biệt danh là Nguyên Long Bích, chung về thế. Dạ, xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Let's Kick It cùng với anh Thế, anh Hiệp và xin chào anh Nguyên. Lần đầu tiên gặp anh. Dạ. Thì mình lướt nhanh qua về kết quả hai trận ngày hôm nay. Dạ, ngày vô liền ngày hôm nay đi. Hôm nay phải nói là cũng nhìn sơ qua thì hôm nay là ngày đầu tiên mà không có cái trận 6 giờ sáng, nhưng mà lại trở thành là cái ngày và một trong những ngày thi đấu mà phải nói là khá là căng thẳng và hay nhất của cái nguyên cái vòng vòng 1 của cái lượt trận đầu tiên. Dạ, là có hai kết quả, đó là đội Thụy Sĩ đã có chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Georgia. Dạ, đội Turkey. Dạ. Thổ Nhĩ Kỳ chiến thắng 3-1 Georgia và Bồ Đào Nha chiến thắng 2-1 trước đội Cộng hòa Séc. Đội Thổ Nhĩ Kỳ và trận của Thổ Nhĩ Kỳ và trận của Bồ Đào Nha là hai trận đấu mà cuối cùng của lượt trận đấu đầu tiên trong 6 bảng. Đây là một trận đấu mà mọi người nghĩ rằng ở bảng đấu này thì Bồ Đào Nha sẽ dễ dàng có một chiếc vé vào vòng trong, nhưng quý vị vẫn thấy rằng ở trận đầu tiên đội Thổ Nhĩ Kỳ tương đối gặp khó khăn, nhưng mà mặc dù họ đã thi đấu rất hay, các cầu thủ trẻ và đặc biệt là sao trẻ của Real Madrid, Danny Huy. Cứ sao trẻ là cứ nhường cho Danny Huy nói, thì một lần nữa cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ dẫn bàn trước nhưng mà bất ngờ bị gỡ hòa lại. Thì Châu Trà thì một nước của nhiều người cũng nghĩ là sao Châu Trà tên giống như một tiểu bang của Hoa Kỳ, nhưng mà Châu Trà đó là một nước nhỏ ở trong khối của Liên Xô ngày trước. Thì Châu Trà cái số dân thì chỉ quá nhỏ so với đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng họ thi đấu rất hay. Trong một ngày thi đấu mà họ đã quân bình được tỷ số và để cho Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù được đánh giá cửa trên khi mà nhà cái đánh giá là Thổ Nhĩ Kỳ chấp 3/4, mà có lúc là cái kèo nó lên một trái banh, thì chứng tỏ là Thổ Nhĩ Kỳ trên độ Châu Trà rất cái khoảng cách, cái trình độ nó là hơn hẳn đội Châu Trà. Nhưng mà bởi vậy trong Euro mọi người vẫn thích hơn là không có cái khoảng cách quá lớn giữa các đội bóng với nhau, nên cho thấy rằng ở tỷ số, nhìn vào tỷ số thì thấy là tỷ số 3-1 cứ nghĩ là chênh lệch, nhưng mà cục diện trận đấu không phải là đội Thổ Nhĩ Kỳ có một chiến thắng dễ dàng. Họ chỉ cách biệt một bàn mong manh, nhưng mà ở tình huống cuối cùng thì là thủ môn dâng lên để kiếm bàn hòa, thì là coi như là một cái phần sân bên kia đó là bỏ trống. Thì là các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chiếm được banh thì là ở cái thế là một mình một ngựa, thì với tốc độ thì là cứ đẩy có bàn thứ ba, thì nó nhìn là thấy là 3-1, nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ cũng vẫn vấp phải một cái nền hòn đá tảng của các hàng phòng ngự của đội tuyển Châu Trà. Thì chắc có lẽ rằng nói về trận thứ nhì thì Mai Thi Thế xin nhường lời cho Danny Huy, khi mà có một trong những người mà Danny Huy rất thích, rất hâm mộ, đó là Ronaldo. Năm cuối cùng trận thứ nhì, trái thứ nhì anh thấy thì Eric thấy là trái thứ nhì nó đáng nhẽ là nhà cái là nhưng mà gì trái thứ nhì chắc là nói chung là đang nói là trái thứ nhì của trận Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha thì chắc cũng có nhiều người đọc bản đứng đây chữ hề. Tại vì
đội Bồ Đào Nha thì tại sao đôi khi có nhiều người vào sau hay là có chương trình sau của anh em chúng tôi là nói về tương đối nói về cái hãng cá cược hay là nhà cái chút xíu. Nhà cái thì cái tiếng địa phương, tiếng hôm nay của mọi người, nhưng mà hãng cá cược thì là hãng cá cược. Một lần nữa Mai Thế Thế xin phép quý vị nhắc lại là tương quan lực lượng giữa hai đội bóng và những gì diễn biến trước trận đấu và trong trận đấu không ai đánh giá chính xác bằng hãng cá cược. Nên là Mai Thế Thế nhắc lại là giống như ngày hôm qua đội tuyển Pháp đá mà đầu trận là 2-3/4 chứ ban Anh Độ mà vừa đá được 4 phút xuống 2-1/4, vừa đá chút xíu nữa chưa tới 8 phút là kèo đã nhảy xuống một cái rẹt Anh Độ và chỉ có 2 trái banh. Mà Pháp đá mà mọi người cứ nghĩ rằng Pháp đá chỉ có 1 trái banh là cái chuyện đó hiếm hoi, nhưng mà những cái gì nghĩ mà không ra, nhưng mà nó là Huy. Dạ. Nhưng là cho em nói về trận Bồ Đào Nha. Dạ, Huy hôm nay mặc áo Hà Lan á, ý gì Huy? Dạ Hà Lan anh. Dạ, Hà Lan tại vì mình em cũng có hồi xưa rất là thích Hà Lan. Dạ, mà hôm nay thì nói về em thích sữa cô gái Hà Lan. Hồi nhỏ hay câu quảng cáo sữa cô gái Hà Lan. Dạ thì như anh Thế nói thì đúng là thật sự là nhiều lúc thì khi mà quý vị mà xem bóng đá mà hơi vô tư chút xíu thì sẽ cũng không có biết được như là những cái khi mà cái kèo nó nhảy. Nhưng mà thật sự mà nói khi mà nhìn về cái kết quả thì rõ ràng hôm nay Bồ Đào Nha cũng giống như là tuyển Pháp ngày hôm qua, thi đấu mặc dù cầm rất là nhiều bóng nhưng mà thi đấu rất là bế tắc. Và đặc biệt là hôm nay Bồ Đào Nha còn để thua trước nữa, trước một Cộng Hòa Séc rất là kiên cường và một cái cú sút rất là bất ngờ ngoài vòng cấm địa của cầu thủ Séc mà đã làm cho Bồ Đào Nha phải nói là bất ngờ. Và rất là nhiều người hâm mộ cũng bất ngờ, và kể cả cái kết quả nhìn lại là 2-1 nhưng mà hai bàn thắng của Bồ Đào Nha thì đều có cái yếu tố may mắn ở trong đó. Đầu tiên là một bàn thắng phản lưới nhà và thứ hai là một bàn thắng mà ở những phút 92 còn có 2 phút nữa thôi là cộng bù giờ 4 phút, phút 92 mới ghi được 2-1. Trong thể thao nó là như vậy, có những lúc mà không hay thì lại có may. Mà có những lúc là vừa hay mà vừa may nữa thì là quá tuyệt vời. Nhưng mà trong một ngày thật sự Bồ Đào Nha hôm nay thi đấu vẫn trên, phải nói là trên cơ so về. Nhưng mà em nói về Ronaldo của em thì sao? Dạ thì lúc mà tới thì bàn thì trước trận đấu thì em có nhắn vô group text của production là nói là trời Ronaldo đá vậy thôi chắc nghỉ sớm cho mấy cầu thủ trẻ lên đá, tại vì thật sự trên hàng tiền đạo của Bồ Đào Nha là một trong những quốc gia mà có hàng công phải nói là tốt nhất ở châu Âu mùa bóng này, với chúng ta có Ramos của PSG, rồi Jota của Liverpool, rồi Ronaldo, rồi kể cả Rafael Leao của AC Milan, quá trời tiền đạo giỏi luôn. Nhưng mà Ronaldo thì lại theo em thấy thôi, có thể em không phải là một huấn luyện viên chuyên nghiệp, dĩ nhiên mình cũng không có bằng cấp gì hết. Nhưng mà đối với một fan của Manchester United thì chắc chắn là Ronaldo đã là huyền thoại của câu lạc bộ rồi. Thì em theo dõi Ronaldo từ thời World Cup 2022 trở về, với cái lần trở về thứ hai của Ronaldo qua Manchester United, rồi khi mà anh phải lưu lạc qua đến tận Ả Rập Saudi, thì theo em phải nói là thật sự một đội bóng, theo em thôi, theo cá nhân suy nghĩ của Danny, thì khi có Ronaldo thì muốn hay không muốn thì tất cả những đường bóng đều phải tìm đến anh. Và khi đó là một cái, theo em là một gánh nặng cho cái hàng tiền vệ và những cái người hộ công sau lưng của Ronaldo, bởi vì họ phải đi tìm Ronaldo. Mà đối với em thì Ronaldo thì tuổi tác thì nó không có trừ một ai hết. Và rõ ràng quý vị nếu mà theo dõi lâu mà trong khoảng 1-2 năm trở lại đây thì cảm thấy là Ronaldo không còn những cái bước chạy chỗ đánh hơi bằng thắng tốt như hồi xưa nữa. Cái này theo em là có lẽ chúng ta không muốn vẫn phải công nhận như vậy. Ronaldo đá nhiều quá. Cho Hiệp nói chút xíu, nếu mà Huy nói về mà giống như là Ronaldo là star trong một đội đúng không? Thì cái nếu mà banh nào cũng phải tìm là người đó là truyền banh, thì cái theo Eric thấy cái mấy cái vụ này chắc là anh Thế nhất. đúng không đấy. Gặp bắt là anh Thế đâu rồi. Bây giờ sao giờ mình đã như anh Nguyên thấy là ai là trên sân anh Nguyên đá chung vợ, anh Nguyên đá rất hay.
À, có hai người mà hồi nào giờ mà ở Nam Cali đá trung vệ hay, đó là Cường đá trung vệ dập nha. Hồi xưa mình không có hai trung vệ dân ngang, hồi xưa mình đá là một dập một hồng. Mà từ lúc mà thấy qua bên Mỹ giờ, lúc đó cũng qua cũng mới trẻ, cũng còn trẻ. Lúc đó mình đá Việt Nam, qua đây mình đá đại học bên này. Nhưng mà thiệt ra hai người mà đá trung vệ mà thấy cảm thấy là hay, mà là kinh nghiệm mà đá tốt ở đây là Cường Đen. Cường Đen cũng là bạn của Thế, cũng đá trung hòa hiệp, rồi là anh Nguyên. Thì là trung vệ đá sẽ nhất là trung phong tiền đạo mũi nhọn thôi. Nhưng mà tại vì khi mà có bóng thì tất cả các hướng tấn công đều chuyền bóng cho anh. Một là anh di chuyển không bóng để anh kéo người. Còn hai, khi mà thảy những cái khoảng trống đó thì anh chỉ là tốc độ ngắn cắt mặt rồi anh ghi bàn. Tại vì đá tiền đạo hay đá tiền vệ thì kỹ thuật và khéo léo xử lý bóng hay là sút, cái đó là những cái ưu điểm mà là những người đá tiền vệ và tiền đạo đều có hết. Thì Ronaldo ngày hôm nay anh không còn sức trẻ khỏe như xưa nữa, kỹ thuật vẫn còn đó nhưng mà cái độ rướn anh không còn, và cái độ nhạy, nhưng mà phải nói rằng cái bản năng sát thủ của anh lúc nào nó vẫn tới giờ này vẫn còn. Danny Huy vừa nói với quý vị là anh phải ra qua tận Ả Rập. Tại vì mục đích của anh qua là sao? Trong thể thao mà. Trong lúc anh còn làm ra tiền được thì mình đến những nơi mà mình làm ra tiền. Tại vì Lionel Messi cũng vẫn là qua Mỹ cũng vì cái gì? Cũng là vì những cái hợp đồng béo bở, tiền. Và qua bên đây là cái mọi người trong cái hiệp hội thể thao của Hoa Kỳ rằng vẫn muốn là cái tiếng tăm của Messi đếm để vực cái giải MLS lên. Và biết đâu được là một ngày nào đó Lionel Messi sẽ theo gót của David Beckham là làm sở hữu một đội banh khi mà anh về được thi đấu ở trên giải MLS của Hoa Kỳ. Thì Ronaldo anh lại chọn một cái hướng khác, nhưng mà ở bên Ả Rập thì anh thi đấu rất tốt. Quý vị chắc không nghĩ rằng là sau một thời gian vắng bóng ở đội tuyển Pháp, Kanté đã cũng chuyển qua thi đấu tại Ả Rập. Nhưng mà Kanté ngày hôm qua Kanté thi đấu thì là Kanté ở vị trí tiền vệ phòng ngự, nhưng mà có những lúc là tưởng là Kanté là đá như một trung vệ, khi anh lùi về rất sâu mà anh để hỗ trợ phòng ngự, và anh là cái người mà cầm bóng, là cái người mà thoát pressing rất hay. Anh cầm bóng, anh chủ động cầm bóng, tổ chức tấn công, và là một cái người mà di chuyển không mệt mỏi cái khu vực giữa sân. Thì là mặc dù các cầu thủ họ thi đấu không phải là họ thi đấu ở các giải đỉnh cao của ở các nước ở châu Âu, nhưng mà bên kia ngày nay thì là các tỷ phú họ bỏ tiền rất nhiều để họ đem các cầu thủ, mà mặc dù là mọi người cứ nghĩ rằng là bên kia sườn dốc, nhưng mà những người đó vẫn còn hay. Danny Huy nói là có lẽ là tại sao Ronaldo thi đấu nhiều quá, tại vì nếu ngày hôm nay quý vị thấy rằng bỏ bên cạnh ở bên Leao của AC Milan thi đấu ở một cái biên trái rất hay, đột cầm bóng rất hay, nhưng mà anh không có những cái đường truyền mà nó thuận lợi để cho Ronaldo ghi bàn. Mà ngược lại là đội tuyển Cộng hòa Czech ngày hôm nay là họ đá hàng phòng ngự coi như là hai lớp rõ ràng, họ chấp nhận, họ lùi sâu, họ chấp nhận lùi sâu, đá gần như là thấu hậu vệ. Đá mà một trận banh mà coi như là 70 mấy gần 80, có lúc mà 70 mấy 80% mà đội tuyển Bồ Đào Nha đã cầm bóng rồi, như vậy rất khó. Tại nếu mà giữ Ronaldo lại là có lẽ ông huấn luyện viên Martinez ông nghĩ rằng khi mà thoát xuống biên được những đường lật bóng, có thể Ronaldo bật lên đánh đầu, hay là có thể Ronaldo làm vị trí chim mồi chạy chỗ trống để tạo khoảng trống. Nhưng mà trong một ngày Ronaldo thi đấu ngày hôm nay không dở, nhưng mà đội Czech Republic, Cộng hòa Czech thi đấu rất hay. Họ phòng ngự nhưng mà khi mà họ dâng lên tấn công rất là nguy hiểm. Ở bàn thắng của đội Cộng hòa Czech dẫn 1-0 trước đội Bồ Đào Nha làm cho quý vị liên tưởng đến một trận đấu tưng bừng của ngày hôm qua trước một Romania, phải không? Danny Huy,
Nên cái đó là cũng nếu mà họ thi đấu song phẳng, bên Cộng hòa Séc thi đấu song phẳng là đội tuyển Bồ Đào Nha bóng lên xuống đều, thì có thể Ramos là vào hiệp 2 thì họ Ramos vào thi đấu hiệu quả hơn. Nhưng mà vẫn cho thấy rằng đội tuyển Bồ Đào Nha cứ ép sân, đá nửa sân, cũng giống như đội tuyển Belgium ngày hôm qua vậy đó. Belgium ngày hôm qua không may mắn ở tình huống mà 2-1 á, 2-1 ở tình huống 2-1 của đội tuyển Bồ Đào Nha ăn hôm nay thì có may mắn hơn là tình huống 2-1 của tình huống mà gỡ bàn mà bị từ chối ngay gần phút cuối khi Lukaku ghi bàn. Thì tình huống ngay chỗ biên, tí chỉ cần đụng nhẹ cái banh đã ra biên rồi mà không biết xoay lại, cầu thủ mới vào sân, cũng một cầu thủ trẻ mới vào sân chưa tới mấy chục second là đã ghi bàn. Thì còn kỷ lục đó tới thời điểm hiện tại thì vẫn hơn là Weghorst của Hà Lan và ông Huy. Thì ý em chỉ là giống như là khi mà Ronaldo đã có, tại vì khi mà huấn luyện viên lên một cái chiến thuật trong trận đấu thì chắc chắn Ronaldo sẽ là một phần của chiến thuật đó. Nhưng mà ý của em ở đây là khi mà càng về cuối trận, khi cái chiến thuật ngay từ đầu nó không hiệu quả nhưng mà cũng rất là khó để mà thay Ronaldo ra, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Bởi vì thật sự nhìn lại không kể Ramos mà chúng ta còn kể Joao Felix nữa. Đúng. Joao Felix không thể nào phải nói là một tiền đạo kém được. Mà Felix không thì có, thi đấu rất hay, không được vào dự bị luôn thì phải nói là rất Felix, là khó. Giống như là Ramos cũng như là Felix là mẫu hai đá tiền đạo mà cho cái khoảng trống ở đằng trước á, khoảng trống đằng trước mà nó hơi lớn chút xíu thì có cái khoảng trống đó, khi mà đội bạn dâng lên có những cái khoảng trống đó thì là hai tiền đạo nó rất hay. Nhưng mà ở trong cái thế mà cứ cầm banh thoát xuống biên lật lên cứ bị hư thì huấn luyện viên ông cứ nghĩ rằng là chỉ có chờ một cái khoảng khắc nào đó lóe sáng của Ronaldo, khi những cái cú căng ngang qua Ronaldo có thể bật lên, mà mọi người cứ ví von là giống như là Michael Jordan trong bóng rổ, tại vì anh bật rất cao và anh có cái độ dừng trên đó mấy second. Đúng ra là cũng đã có một tình huống Ronaldo đánh đầu trúng cục dọc rồi Jota đệm banh, nhưng mà cuối cùng lại thành ra là việt vị. Dù sao thì cũng có lời khen cho huấn luyện viên Martinez khi mà ở phút 90 thì ông thay hai người vô là Neto và cầu thủ rất là trẻ đang được Porto mượn tên là Chico Conceição. Mới có 21 tuổi thôi, thì hai cầu thủ này là chính là hai cầu thủ một người kiến tạo một người ghi bàn. Tại vì những phút cuối cùng là coi như là bên kia cái mà hay, Xabi cái hay là không có chọn Ramos hoặc là Felix mà lại chọn cầu thủ trẻ lạ nhất này. Có nói chung là những cái lúc này là chỉ những cái người nào mà vô mà tốc độ tốt, mà anh em hay nói chơi là bây giờ những cái lúc này vô mà kiếm bàn thắng là chỉ thấy là mấy người Lê Văn Lũi vô thôi, là chỉ cỡ nào là cũng lũi vô xăm vô trong vòng, hay là một mũi hai mũi ba mũi, hay là những cái tình huống nào là xăm vô trong vòng. Nhưng mà thấy là nhỏ con có duyên, có duyên là có duyên ghi bàn, quá đẹp. Một trận thắng mà coi như là không thỏa mãn về chiến thuật, nhưng huấn luyện viên đã lấy được 3 điểm. Dù ở sao trong vượt xa đi nữa ra đối thủ khó chịu. Séc không phải là dễ chơi, một đối thủ dễ chơi. Khi mà ngồi xem với lại có một người bạn thân là Huy MC, hello Huy. Huy nói là Huy hỏi kèo này sao vậy, thế nói Bồ Đào Nha chấp một trái. Huy nói ôi giời, tưởng Cộng hòa Séc không biết đá banh à. Cái đó thì thấy rõ ràng là những gì mà mình đánh giá về cái đội Cộng hòa Séc, họ không phải là một đội banh mà cái khoảng cách về trình độ nó rất nhiều, rất là nhiều so cầu nhiều. Thủ trong đội hình đang thi đấu ngoại anh thì chắc có lẽ là mình phải đi move on tới cho ba trận đấu ngày mai. Ngày hôm nay là đã kết thúc coi như là hết tất cả các trận đấu của vòng 1 lượt thi đấu đầu tiên của tất cả các bảng. Mình nói chút xíu về ngày hôm qua, còn một trận nữa mình nên nói chút xíu. Theo em là cũng một kết quả khá là bất ngờ là lần đầu tiên trở lại của Romania mà lại có một chiến thắng cách biệt trước một đối thủ phải nói là cũng được đánh giá khá là cao là Ukraine. Ngờ Ukraine mà lại thua 3-0. Ukraine cũng đá nửa sân. Ukraine cũng đá nửa sân có bàn thắng sớm mà y chang như là đội tuyển Bồ Đào Nha ngày hôm nay, cũng là đá nửa sân mà cũng bị phản công, phải dứt đòn liền. Nhưng mà cái bản lãnh của Bồ Đào Nha nó khác là Ukraine. Thì không phải là mình nói về Romania dở, nhưng mà các thế hệ hậu vệ của Hachi, Mutu
đã có một trận banh mà làm cho mọi người rất nhớ về các huyền thoại của bóng đá Romani trong những năm trước. Thì một trận banh mà có lẽ rằng là tới giờ này, ngoài cái cú sút xa của Stanciu, và đó, đến giờ này mình thấy nghĩ rằng đó là một trong những bàn thắng đẹp mà từ đầu giải tới giờ, là một trong những bàn thắng đẹp. Thì họ đầu giải có rất là nhiều bàn thắng được ghi từ ngoài vòng cấm. Bàn thắng ngày hôm nay và bàn thắng ngày hôm qua là hai bàn thắng mà mình thấy rằng họ phối hợp, mà khi họ trả ngược về thì chỉ có tới suốt, mượn cái lực của cái bóng tới suốt một cái bóng này đây mà mai thì thấy cũng có mention chút xíu về cái show trước là bóng và giày ngày nay họ làm cái chất liệu rất là hay. Khi mà họ tới banh vừa tới, họ chỉ cần tán hay là họ cứa với banh, cái quỹ đạo banh nó bắt là nó kỳ lắm, banh nó xoáy. Khi mà mình thấy ở đây mà nó còn xé chập hồn, nếu banh nó xoáy ra thấy cái banh của một không ngay góc thượng. Cái quá khả đẹp. Năng mà làm thành bàn rất là khó. Vì ví dụ mà đến quá đây thì thật sự là một người rất là thích theo dõi những cái thông tin, những cái số liệu sau trận đấu. Thì hôm qua Romania thắng 3-0, nhưng mà cái expected goals, cái gọi là cơ hội tạo ra bàn thắng của những cú sút đó chỉ có 1.29 thôi. Nghĩa là cơ hội tạo ra bàn thắng có 1.29 mà lại ghi tới 3 bàn. Nghĩa là những cái bàn thắng đó là tạo lên từ những cú sút rất là khó. Ngày nay cũng hên, thế cũng cảm ơn anh Dũng Phượng Hoàng. Trong lúc mà xem đá banh thì anh có ra anh tặng cho một cây kiếm. Nếu mà giải World Cup thì có người có đội Nhật đá thì cái kiếm đó không biết để làm gì khi mà đội Nhật thua như ngày xưa, mình không biết. Lúc đó ngày hôm nay thấy cũng chạy, tại ngày hôm nay thì là sáng sớm đi, ngày game 9 giờ nên đi hơi bị kẹt xe chút, nên lấy xe mô tô đi thì không có được, nhờ anh Nguyên cầm về studio giùm. Thì mình cũng có giỡn chơi với những người bạn hồi đó, nói cái này để dành cho mấy cầu thủ của Nhật ngày xưa rồi, nếu mà sau khi họ đã bị thua trận thì không biết họ dùng cái này làm gì. Mọi người cười. Thì một nữa cũng cảm ơn, lúc nào mà có giải Euro, giải World Cup thì các anh em, những người thân, những người quen thì lúc nào cũng ưu ái ủng hộ cho Mai Lý Thế, cũng như các anh em làm trong chương trình. Thì một lần nữa cảm ơn rất nhiều. Thì bây giờ chắc anh em mình phải qua. Nhưng mà trước khi mình qua dự đoán chút xíu cho ngày mai là anh Hiệp nghe thấy anh Thế gì lạ anh Hiệp. Nhắc chị anh Thế chạy mô tô. Anh Thế hôm nay nó đã xúc kêu ra xịt tóc luôn vậy hôm nay. Bữa giờ nó đang bữa giờ mới có mấy ngày mà em tơ tả. Hôm nay anh Thế lái xe motorcycle. Cũng xin cáo lỗi với quý vị là cũng không có một cái sự chuẩn bị, nó giống như những lần trước. Cũng hơn mười mấy năm làm cho các chương trình thì lần đầu tiên mà đi thấy mới đội nón. Hôm nay thì cứ nghĩ là quay 4 giờ chiều thì xong rồi mình về nhà mình tắm rồi làm tóc rồi lên ngồi cho nó đàng hoàng. Nhưng mà anh Hiệp thì nhiều lúc tánh tình của anh Hiệp nó đổi như trong trống. Anh Hiệp cinema này tánh anh chỉ có một người anh không dám đổi, chứ còn tất cả mọi người bạn bè anh đổi như trong trống. Tới chương trình 4 ngày 4 giờ thì anh đổi qua, nó sau 2 giờ nha, đổi lại cái set làm việc khác lên thử. Rồi xong rồi hẹn ra coi, anh không ra coi. Anh thì một cái người lúc nào cũng lâu về công việc, nên anh tự anh vừa coi ở studio vừa chuyển cho cái một cái set rất đẹp. Thì cũng cái set vậy đấy. Cảm ơn. Việc dễ hơn, có thể đưa show đến cho việc khán giả nhanh hơn. Qua một số chương trình đầu tiên thì các anh em cũng rút kinh nghiệm để cố gắng làm cái chương trình nó nhanh hơn. Lúc nào cũng vậy, mình cái show gì mà bắt đầu trong lúc đầu đều phải gặp một sự trục trặc gì đâu đó, thì mình từ cái đó mình học hỏi những số đầu, số thứ hai để mình làm, số thứ ba, số thứ năm cho nó perfect hơn, nó tốt hơn. Thì bây giờ thôi, bây giờ nha, mình nói chuyện không phải nếu mà show nhạc hay show hình anh Hiệp anh làm xong rồi. Xong rồi anh giao hàng lấy tiền. Nói chứ cũng một lần nữa anh em cũng cảm ơn cái bên cạnh, cảm ơn các nhà tài trợ, thì cũng cảm ơn anh Hiệp rất nhiều. Một người lúc nào cũng chu đáo, kỹ lưỡng, từ cái việc mà tất cả mọi người
cần gì, muốn gì anh Hiệp đều rất là chu đáo. Thì sẵn đây thì Mai Thế Thế cũng đại diện cho các anh em trong chương trình Let's Kick It Euro 2024 của Cinema Studio. Xin cảm ơn cầu thủ nam của đội New Star, là một chủ nhân của Number One Auto Compressor, đã tài trợ cho Mai Thế Thế trong những năm qua. Và năm nay thì cũng Nam cũng tài trợ cho chương trình những chiếc áo đấu banh để làm cho đây, là những cái rất đẹp mà là Nam là cái người tài trợ. Thì một lần nữa cũng cảm ơn Nam, và chúc Nam và gia đình luôn sức khỏe, và lúc nào cũng làm ăn thành công, để luôn luôn là cái người sau lưng giúp đỡ, ủng hộ cho các phong trào bóng đá của địa phương và những người yêu thể thao. Một lần nữa cảm ơn. Vậy thì ngày mai game đầu tiên. Ngày mai là 6 giờ tới 12 giờ đó. Bây giờ 6 giờ trước đi là Croatia với Armenia, là hai đội bóng đều thua trong ngày ra quân. Croatia với lại Armenia. Sẽ game 6 giờ sáng, Croatia với Armenia. Croatia với Armenia. Dạ. Trước game đúng rồi. Bảng B đá trước. Mình hết từ ngày mai bảng B đá trước thì 6 giờ. Danny Huy vừa nói là game 6 giờ. Dạ, hai đội thua. Đây là một trận banh mà phải nói là quyết định cho chiếc vé vào vòng trong. Là cái hai đội đều bắt buộc phải thắng. Đội nào mà bắt buộc phải thắng. Thì nếu mà không thắng thì là sẽ ít nhất cũng phải có một điểm để tiếp tục nuôi hy vọng. Nhưng mà một trận banh mà liệu khi các đội tuyển, khi các tuyển thủ của đội Croatia đã bở hơi tai bởi sức trẻ của đội tuyển Tây Ban Nha, thì hy vọng là các tuyển thủ Croatia kịp thời hồi sức và phục hồi thể lực một cách nhanh nhất để có một trận banh nhất định. Đá với Ý cũng khá là ok. Albany trận đầu đá với Ý thì mình nghĩ là hiệp đầu tiên dồn dập nhiều thôi, nhưng hiệp thứ hai họ cũng nhẹ nhàng khi mà đội Italy đã chủ động đá thấp. Thì họ cũng mặc dù thua nhưng mà thể lực của họ không bị bào mòn giống như đội tuyển Croatia. Thì một trận banh mà đội Croatia được đánh giá là cửa trên, nhưng liệu các lão tướng của Croatia có một trận đấu mà mọi người nghĩ rằng kinh nghiệm của Croatia sẽ có một chiến thắng trước đội tuyển Armenia không Huy? Ngày mai thấy game này, ngày mai thấy ai trên cơ hơn thế? Croatia trên cơ. Croatia là chấp một cái banh mà ăn tiền thì chỉ có 80 mấy gần 90 thôi. Tại vì mình dựa theo đó để mình đánh giá cái sức mạnh và cái những gì mà thực lực của hai đội. Thì cái đó là rõ ràng. Tại vì hình như nghĩa là các nhà cá cược mà đưa ra cái nhận định cho trận thứ hai thì họ cũng dựa vào trận thứ nhất khá đúng nhiều rồi. Đúng không anh? Đúng rồi. Nếu mà dựa trận thứ nhất qua trận thứ hai hay là thực lực thì cái đó là hoàn toàn chính xác. Tại vì vô cái cửa mà họ đưa cái kèo thì mình nhìn thấy là 5-5 đó. Họ đưa kèo lúc nào cũng 5-5 á. Nhưng mà mấy người cứ lựa vô cái bên kia họ chơi không à. Dạ. giống như là quý vị đi lên Vegas chơi thì rõ ràng thấy ông Baccarat chẳng hạn, một bên rõ ràng, phải không quý vị? Rõ ràng họ không ép ai chơi đó. Đó, con đường anh đi là do anh chọn đó, rồi mình chọn xong cái đường sáng không đi mà cứ lựa vô cái đường tối đi không. Mà theo em thì em muốn Croatia thắng. Để em muốn là một chuyện. Người hâm mộ thì em muốn Croatia thắng. Một lần nữa là cũng cũng lưu luyến Luka Modric ha. Đúng rồi. Dạ. Tại vì như vậy thì nó sẽ set up cái trận cuối là Croatia gặp Ý nó sẽ hay hơn nữa. Nhưng mà nhiều người cứ nghĩ rằng mà khi vào sau á mà không có những đội bóng tên tuổi thì cái giải nó sẽ ảm đạm quá. Nó không có hay ý em cái tên mà nghe chẳng hạn như mới trận đầu tiên
mà nghe đội Croatia mà đá với lại Albania, đội Croatia đá Tây Ban Nha, mà thấy cái gì nó thấy nó uổng tiếc tiếc. Rồi chưa kể tới trận cuối cùng mà Croatia đá với Ý, ô cha tử thần mà. Tử thần thì ai vô cửa tử thì chịu thôi chứ sao bây giờ. Thì đó nó bản tử thần. Yeah. Thì Danny Huy nghĩ rằng là đội Croatia sẽ có một chiến thắng để nuôi tiếp. Dạ em mong một chiến thắng. Dạ, em mong. Còn Huy okay. Huy nghĩ là cho phỏng đoán cái tỷ số chơi chơi. Đó thì cái đó mới là quan trọng. Đó. Em nghĩ là đối cũng còn tùy theo cái trên sân nữa. Nếu mà Croatia có bàn thắng sớm thì em nghĩ họ có thể thắng. có thể sẽ là về kèo em ăn được hai trái giá trở lên. Mình mình mà nghĩ ra tỷ số là giờ này đâu có mình mà nghĩ ra tỷ số là giờ này đâu Eric Hiệp đâu có vừa ngồi vừa nói chuyện mà vừa chỉnh máy đằng kia đó. Eric Hiệp phải ngồi đây rồi có một chuyên gia nổi tiếng ngồi chạy máy đằng kia đó. Thôi chịu thôi bạn ơi. Ok, mình hứa luôn đó, mình biết được tỷ số thì mình chịu thôi. Mai thì thấy nghĩ rằng đội Croatia ngày mai sẽ có một chiến thắng. Tại vì với kinh nghiệm và đội Croatia là một đội banh mà trong nhiều năm vừa qua khi họ vào trong cái thế khó, họ lúc nào họ thi đấu cũng rất hay. Với những kinh nghiệm và cái sự dẫn dắt, hy vọng rằng là thể lực của các cựu tuyển thủ của Croatia sẽ hồi phục và có một chiến thắng. Thì dù sao đi nữa cũng là cái năm cuối cùng, giải Euro cuối cùng của Luka Modric và Perisic thì không đảm bảo được một vị trí chính thức ở hành lang bên trái. Nhưng mà Perisic vào trong thì cũng vẫn thấy được một Perisic rất là nguy hiểm như những năm qua. Thì với kinh nghiệm và ở một cái thế mà không phải là thế cửa tử, nhưng mà một cái thế mà phải cần có một chiến thắng để sốc lại tinh thần cho đội bóng, thì hy vọng là với sự dẫn dắt của Nhật trưởng Luka Modric thì đội Croatia sẽ có một chiến thắng và sẽ có đi tiếp. Biết ra được một chiến thắng không nhiều bảng, nhưng mà sẽ là một đội bóng mà đội thứ ba có thành tích tốt. Rồi Đức, Hungary, chủ nhà Đức, chứ Hungary thì chủ nhà Đức chắc còn nhiều hơn Scotland, chắc còn nhiều hơn trận trước luôn, chắc nhiều hơn một trái, một lúc trước là một trái rưỡi, cái này một trái 3/4 luôn. Thì trận ngày mai có lẽ là anh cái khu vực mà anh Nguyên làm việc thì thơ sẽ chậm lại chút xíu, tại vì ngày mai anh Nguyên sẽ hứa là sẽ đi ra để xem cái trận Đức. Thì mời anh Nguyên cho xin phép có đôi lời nói về cái trận ngày mai anh Nguyên. Đức không, thì ngày mai đó thì Nguyên nghĩ Đức sẽ thắng, nhưng mà chắc một trái 75 thì chắc không đủ rồi hả? Không đủ rồi. Mới trận đầu 4 trái cũng chưa đủ hả? Không đủ. chưa thỏa mãn. Trái ngày mai đó có thể ăn 1-0 thôi. Chưa thỏa mãn cho anh thôi hả? 1-0 thôi hả? 1-0 thì có thể là 1-0 thì có thể là có một chiến thắng 3 điểm, nhưng mà vẫn không thỏa mãn cái kỳ vọng của những người mà đang hâm mộ đội tuyển Đức. Trận đầu tưng bừng quá mà. Tưng bừng quá. Trận thứ nhì phải tưng bừng hơn là trận thứ ba. Nên nhớ nha, đội tuyển Đức nằm vô cái bảng thì cũng tương đối dễ thở, nhưng mà quý vị có biết rằng là đã từng có nhiều đội thắng trận đầu tiên mà vẫn xách gói về nước. Chưa. Có chuyện đó, có trận đầu tiên thắng nhưng mà phải lo, khi mà trận thứ nhì thử coi, trận thứ nhì mà để thua một cái thì lo liền. Nhưng mà đội tuyển Đức thì với cái phong độ và cái sự cổ vũ của hàng vạn khán giả sân nhà, mặc dù mọi người cứ nghĩ rằng ở châu Âu các nước gần nhau thì họ qua ủng hộ cho đội nhà, nhưng với một cái không khí của Euro nó hừng hực và cái sự trở lại và các cầu thủ của đội tuyển Đức, mặc dù thi đấu sân nhà, nhưng đây là lần mà đội tuyển Đức sau nhiều năm là cái nước đăng cai, thì cho thấy rằng
cái giải Euro trước á, cũng một số sân của Đức cũng có thi đấu, tại vì giải Euro trước nó trải dài trên 10 quốc gia, nhưng mà năm nay đội tuyển Đức là nước chủ nhà duy nhất đăng cai, nên với cái không khí của một ngày hội Euro và sự cổ vũ cuồng nhiệt của người dân Đức, và đội tuyển Đức là một đội bóng mà cái niềm kiêu hãnh của họ lúc nào cũng vẫn là cao, nên trước ngày mai trước một đội Hungary thì mình thấy nghĩ rằng Hungary chắc khó có cửa mà trước một đội tuyển Đức hừng hực như vậy, nên có thể là đội tuyển Đức sẽ có một trận đấu thắng giòn giả. Dạ, Huy thì nghĩ sao Huy? Đức thấy cái bạn của bên bạn này Đức dễ quá, dễ quá, rất là nhẹ, dễ ha. Dễ. Đức đã từng loại ở vòng bảng khi ở nằm trong bảng dễ nha quý vị. Đức đã từng coi chừng. Đức đã từng dễ nha, thầy đồng ý dễ với vòng 2, coi như là tỷ số mà Mai Thế vừa nói là ở trận thắng mà 5-1 chứ đội tuyển Scotland là coi như đội tuyển Đức là đã đặt một chân vô rồi, nếu khó thoát được cái cửa đi về. Nhưng mà liệu làm sao mà thi đấu, các cầu thủ càng thi đấu họ càng gắn kết với nhau, và cái đấu pháp, cái bài miến, cái chiến thuật của huấn luyện viên mà những gì ông đã đưa ra, và từng trận đấu ông muốn đội tuyển của mình phải áp đặt cái lối chơi lên từng trận đấu một, thì là cái đó là những gì mà cầu thủ trên sân thể hiện được, thì cái đó mới đúng là những cái toan tính của huấn luyện viên và tổ huấn luyện. Anh nghe anh Thế nghĩ tỷ số như thế? Chắc Mai Thế nghĩ rằng phải đội tuyển Đức phải thắng từ 2 đến 3 bàn cách biệt. Em cũng nghĩ vậy. Ok rồi, trận kế tiếp là trận Scotland. Trận thứ nhì là giờ bắt đầu là trận thứ ba. Trận này thay. Tao xanh rờn vậy. Cho anh quay lại. Gửi lại giờ phải thắng tiếp thôi tiếp. Anh thấy là hai cái đội này đội làm cần phải thắng hết. Thấy không? Thành ra 5-5 đó. Nhưng mà anh sẽ bắt Switzerland. Ok, nhưng mà anh trong hai anh thấy là Switzerland. Đeo đồng hồ thụy sĩ phải không? Đúng rồi. Đeo đồng hồ thụy sĩ phải không? Mình nói chút một chút xíu về cái trận này đi anh Thế. Yeah. Scotland với thụy sĩ thì thụy sĩ thì trận đầu đã thắng và Scotland thì trận đầu đã thua. Và cho nên mà khi mà Scotland thua đậm như vậy thì rõ ràng cái trận đấu này là cái trận then chốt, trận quyết định luôn. Họ bắt buộc ít nhất phải có một trận hòa. Còn nếu thua là coi như là chắc chắn là về nước rồi, bởi vì cái hiệu số bằng thắng bại của họ đang rất là kém, phải nói là đang kém nhất luôn, hiện tại là -4. Thì em thì vẫn có một chút xíu hy vọng cho Scotland, bởi vì không ai ngờ là Scotland với một cái dàn các cầu thủ rất là nhiều, cầu thủ thi đấu ngoại hạng Anh và các đội bóng mạnh ở châu Âu mà lại thất thủ tỷ số đậm như vậy trước Đức. Cho nên là hy vọng là họ vẫn còn một chút xíu bài vở nào đó để có thể có những cái trận khả quan đối với hai đội còn lại là Thụy Sĩ và Hungary. Thì em hy vọng một chiến thắng cho Scotland. Em nghĩ Scotland có thể chiến thắng cách biệt một bàn. Một là thắng, hai là hòa. Dạ, hòa hoặc là thắng. Hòa là thắng. Không thua. Ok. Rồi gì mình nói nữa không vậy? Thì nói thì cũng nhiều. Như là hết nguyên một cái lượt trận của 6 bảng thì anh một đội bóng anh ấn tượng nhất ở cái vòng đầu tiên này. Thì mọi thôi người, mỗi người một đội bóng nha, bốn người nghe, mỗi người một đội bóng mình cảm thấy ấn tượng nhất. Thôi mình cứ kính lạ đắc thọ trước đi. Sau cái những lượt trận đầu tiên vừa qua thì anh Nguyên ấn tượng nhất là đội bóng nào anh Nguyên? Germany. Đức, đội chủ nhà. Thấy sang mất hoàng làm họ. Đội thắng đậm nhất mà. Nói chứ Mai Đi Thế giỡn với lại anh Nguyên. Tại vì anh em chúng tôi cho dù chú, bác, anh em gì mà gặp nhau coi đá banh, chúng tôi hoàng đầu bá cổ, chúng tôi giỡn cho đã rồi xong đi giờ. Chỉ anh em chúng tôi chỉ vậy thôi. Mà anh Nguyên nói hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn đội bóng ấn tượng nhất ở trong lượt đấu vừa qua
đó là đội tuyển Đức, họ thi đấu hay, thi đấu đẹp trên sân nhà, nhưng mà trước một đội tuyển Scotland mà coi như là đội tuyển Scotland là mới có 10 phút đầu, đội tuyển Scotland là coi như là đã mất hồn mất vía rồi ở bàn thắng đầu tiên, rồi ở tình huống thứ nhì hai cái cánh rất trẻ khỏe mà rất khéo của đội tuyển Đức, và trong khi đó lại được bị phạt đền, mà còn là bị cầu thủ thẻ đỏ, bị treo 2 trận banh vì thi đấu quá nguy hiểm, thì đội tuyển Đức thi đấu đã làm một ấn tượng rất đẹp. Nhưng mà ở trận riêng Ma Thi Thế, ở lượt trận đầu tiên của các đội 6 bảng, Ma Thi Thế chiến thắng của Tây Ban Nha Ma Thi Thế vẫn thích, chiến thắng của Đức Ma Thi Thế vẫn thích, nhưng mà cái cách mà thi đấu mà để làm cho mọi người phấn khích mà thi đấu đẹp đối với Ma Thi Thế là đội tuyển Romania. Ma Thi Thế thích là Romania hơn. Còn dạ thì Đức là chắc chắn là một trong những đội bóng ấn tượng nhất của vòng đầu tiên, là bởi vì họ chiến thắng dễ dàng, mà theo em cái trận ngày mai họ gặp Hungary họ cũng sẽ thắng, bởi vì chắc chắn là huấn luyện viên Đức cũng còn rất là nhiều bài vở, và các cầu thủ cũng còn rất là sung sức, ổng chưa phải dùng bất cứ một cái bài chiến thuật nào, cầu thủ cũng không phải căng sức gì hết đá trận đầu tiên. Nhưng mà cũng giống như anh Thế thì em rất là ấn tượng với đội tuyển Tây Ban Nha. Theo em là sau cái lượt trận đầu tiên, giống như anh, dù mới lượt trận đầu tiên thôi, nhưng mà em nghĩ giống như anh là em thích Tây Ban Nha. Giống như anh là em thích Tây Ban Nha là anh thích em lắm rồi đó. Đúng rồi, đúng, ấn tượng, đúng rồi, thích. Mình vẫn ấn tượng. Chuyện như em thấy em phải cẩn thận, uống rượu uống viên. Thì mình nói vậy thôi. Mọi người đều có cái đội mình yêu, mình thích, có cái vì các đội bóng đó đã tạo cho mình những cảm xúc, hay là những đội banh đó họ đã là một đội bóng ruột của mình trong nhiều năm qua rồi. Có nhiều người tuy rằng đội bóng của mình yêu thích họ thi đấu không thành công, nhưng mà họ vẫn thủy chung, họ vẫn lúc nào cũng ủng hộ. Nhưng Ma Thi Thế thích cái gì lạ, cái gì đẹp. Thì trong cái mặc dù trước một đội tuyển Ukraine, mọi người cứ nghĩ rằng là đội tuyển Ukraine đã vừa mới cách đây không lâu, khoảng gần 2 tuần đã có một trận hòa trước đội tuyển Đức, đội tuyển Ukraine thi đấu rất hay, nhưng mà họ không phải là một đội banh mà mạnh để là ứng cử viên chức vô địch, nhưng mà họ là một đội mạnh, nhưng mà đội bóng cửa dưới của cái giải này của đội tuyển Ukraine trong một cái trận đầu đó là đội tuyển Romania, nhưng mà họ thi đấu rất hay, họ thi đấu mà mọi người cứ đem là cái cảm hứng mà của cái bóng đá sau nhiều năm mà bóng đá họ phải toan tính rất nhiều, họ thi đấu một trận đấu mà coi như là cái trận đấu này họ thi đấu không còn biết ngày mai họ thi đấu làm sao, một trận đấu mà Ma Thi Thế có cái cảm giác riêng của Ma Thi Thế nó là như vậy. Nên sau thời hậu của mọi người ví von rằng là Maradona của châu Âu thời đó, đó là Hachi, hay là mọi người ví von có những cầu thủ mà thấy tên hơi giống Việt Nam, cứ nghĩ là Việt Nam hồi xưa là đi lao động bên đó, rồi xong có những người thành danh bên đó, khi thấy một cái tên rất là vui như là Chi Vu, mọi người cứ đọc là Chi Vũ, thì là có những cái trong bóng đá nó có nhiều cái mà nó đem tới cho cái giới thưởng ngọn có nhiều cái cảm xúc rất là đặc biệt. Thì là cái cảm xúc của Ma Thi Thế khi xem cái trận Romania đó cũng rất đặc biệt, một trận đấu rất hay. Thì đến giờ phút này thì Ma Thi Thế vẫn thấy rằng đội banh mà cái trận đấu mà Ma Thi Thế thích nhất là trận Romania. Thì hy vọng giải Euro sẽ có nhiều cái trận bóng hào hứng hơn, có nhiều bàn thắng hơn. Thì cái ở lượt trận đầu tiên, tất cả các trận đầu tiên là những trận banh rất là cống hiến. Mặc dù là đội tuyển mọi người expect là đội tuyển Pháp hay đội tuyển Bỉ hay đội tuyển Bồ Đào Nha, đội tuyển Anh sẽ có những bàn thắng hơn, nhưng mà
trong một ngày mà những toan tính của huấn luyện viên đã bị phá sản thì là một chiến thắng tối thiểu chỉ cần 3 điểm là đủ để họ có những bước toan tính cho các trận kế tiếp. Thì cái đó là trong bóng đá hiện tại họ phải áp dụng những cái lối đá thực dụng hay là những cái đấu pháp mà an toàn. Mặc dù thắng nhưng mà huấn luyện viên Sao Nghe vẫn bị nhiều người chê trách, nhưng mà liệu đá đẹp mà đã huề, đá đẹp mà để thua thì là ông có còn tại vị hay không? Thì đó có thể trong bóng đá hiện tại mọi người nghĩ rằng là phòng thủ khoa học hay là những cái toan tính làm sao mà để cho cái có cái những cái thuận lợi cho các trận đấu kế tiếp, thì đó mới là một chiến lược gia tài giỏi, đúng không Huy? Dạ đúng. Ok, để mình kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì yêu cầu anh Thế out. Chắc có lẽ chương trình Let's Kick It của Cinema Studio của anh em chúng tôi cũng không ngoài mục đích là đem tới quý vị có những giờ phút rất vui, tuyệt vời trong cái giải Euro. Và anh em chúng tôi cũng luôn chúc quý vị luôn sức khỏe, hạnh phúc và lúc nào cũng yêu đời và có một mùa giải Euro thật tuyệt vời. Thì anh em chúng tôi cũng xin chúc quý vị lúc nào cũng đạt được mọi sự may mắn trong cuộc sống của mình. Thì một lần nữa xin cảm ơn Mạnh Thường Quân, number one auto compressor của chúc quý vị có một tiếp tục có một mùa Euro thành công. Những đội bóng mình yêu thích sẽ tiếp tục chiến thắng. Xin chào.